8 cách tự làm đồ ăn giải tỏa căng thẳng, tự làm kẹo slam. Có hai thứ giúp bạn bình tĩnh lại, đó là bóng co giãn và đồ ăn. Chúng tôi muốn kết hợp cả hai thứ này. Chơi cờ cà rô bằng kẹo, miếng ghép hình ăn được, slam bằng kẹo. Xem những đồ ăn giúp giải tỏa căng thẳng trong video này. Bánh mì que thật nhạt nhẽo và vô vị, nhưng chẳng có thứ gì mà tôi không thể thay đổi cả. Đổ thêm một chút đường vào nước sốt. Không, vẫn nhạt nhẽo. Chúng tôi muốn thêm đường màu sắc. Giờ thì trông hoàn toàn khác rồi. Cho đường vào túi khóa zip, cho vài giọt phẩm màu vào mỗi túi đựng đường. Đóng miệng túi lại và dùng tay ấn để trộn màu với đường. Cho đường vào một cái khay tạo hình sọc kẽ. Dùng cọ vẽ để chỉnh thẳng phần rìa. Nhúng bánh mì que vào sốt làm lòng trắng trứng và đường bột. Lấy chỗ còn thừa ra, phủ đường màu lên bánh mì bằng cách lăn tròn trong khay đường. Liệu pháp màu sắc này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng. Đầu tiên, xếp đường thành những dải màu. Sau đó, trang trí bánh mì que bằng đường sặc sỡ. Cô ấy đang nổi bão ở trong phòng. Cô ấy hoàn toàn bị stress. Đã có một khoảng thời gian khó khăn trong kỳ thi lại. Bình tĩnh nào, đừng làm hỏng giải cầu vồng của tớ. Nhưng Bèo chẳng để ý. Cô ấy vẫn nhìn vào bài kiểm tra ở trước mặt. Đến lúc đưa cho cô ấy bánh mì que sặc sỡ rồi. Cô ấy nên làm một cái cho mình. Một chút đường màu sắc là cô ấy vui vẻ lên ngay. Học hành có thể đợi sau. Cậu có thể làm một báo cáo về cuộc chiến đường ngọt. Cô ấy nghiện đồ ngọt thật sự. Cô ấy có cả một đống kẹo, nhưng lại không chịu chia sẻ cho bất kỳ ai ăn cùng. Khi hết kẹo thì cô ấy cũng chẳng thấy vui vẻ gì nữa. Mục đích của cuộc sống là gì nếu không có kẹo ngọt chứ? Nhưng tôi biết làm cách nào để mang lại tinh thần yêu đời cho cô ấy rồi. Tôi có một miếng kẹo gấu thật to. Cho kẹo gấu vào hai cái bát khác nhau. Trong đó cho một bát nhiều kẹo hơn một chút. Phết lớp dầu lên khuôn hình giấy để bạn có thể lấy miếng kẹo gấu ra khỏi khuôn một cách dễ dàng. Cho bát có nhiều kẹo hơn vào lò vi sóng. Nấu chảy kẹo dẻo. Đổ hỗn hợp kẹo nấu chảy đến nửa khuôn. Giờ mới dùng đến bát kẹo dẻo thứ hai. Xếp kẹo dẻo lên trên lớp kẹo dẻo chảy vừa rồi. Đổ thêm một lớp thạch nấu chảy nữa lên trên. Đổ thạch đến đầy khuôn. Lấy kẹo ra khỏi khuôn khi nó đã cứng lại. Bạn không chỉ ngửi hay ăn viên kẹo này, mà còn có thể kéo giãn nó theo nhiều hướng. Bèo thích viên kẹo gấu của tôi ngay lập tức. Dĩ nhiên là cô ấy phải nài nỉ tôi cho cô ấy chơi cùng. Nhưng tôi đâu định dễ dàng như thế. Dù sao sau cùng thì tôi cũng chia sẻ kẹo gấu cùng cô ấy. Cô ấy định ăn kẹo luôn. Đừng vội, cứ từ từ nghịch nó đã. Trò tiêu khiển yêu thích của tôi là ngồi tô màu họa tiết bằng sách tô màu. Còn cô bạn tôi thì hoàn toàn bị stress. Cuộc điện thoại chắc đã không được thành công rồi. Tôi đề nghị cô ấy vẽ cùng mình. Nhưng họa tiết quá nhỏ dành cho hai người cùng tô. Cô ấy lấy mất một tờ giấy của tôi. Cô ấy tô vẽ chăm chú như thể là đang trang trí nhà thờ Sistina vậy. Cuối cùng, cô ấy có vẻ mệt mỏi rồi và muốn ăn thứ gì đó. Thật tuyệt là tờ giấy vẽ của tôi lại có thể ăn được đó. Đặt một miếng bánh đa lên trên tờ giấy vẽ. Dùng bút vẽ đồ ăn màu đen vẽ lại các họa tiết. Tô lại bức tranh bằng bút vẽ đồ ăn. Tôi cắn một miếng vào kiệt tác của mình, còn cô ấy thì cố thử cắn một miếng tờ giấy. Không phải ý hay đâu, bức tranh của mình có nhiều thứ ăn được hơn. Họa tiết màu sắc được thêm vào đồ ăn sẽ giúp giải tỏa căng thẳng. Bèo có cả một đống bóng co giãn, nhưng chẳng có cái nào khiến cô ấy vui lên cả. Bạn cô ấy nghĩ rằng có thể khiến cô ấy ngạc nhiên với quả bóng slam bình thường. Kéo giãn ra được rồi gì nữa, slam thì chắc chắn có thể rồi. Chán quá,
nhưng bỗng nhiên cô bạn cho quả bóng vào miệng. Giờ thì thú vị rồi đấy. Cho kẹo dẻo vào bát và cho vào lò vi sóng nấu chảy. Thêm đường bột và trộn thật kỹ. Thêm bông đường vào slam. Nhào nặn. Miếng slam không chỉ ăn được mà nó còn ngon là đằng khác. Chúng tôi chơi đùa và ăn nó. Sẽ cần phải giảm cân sau khi ăn quả bóng này. Cái biểu tượng mặt cười đó còn quan trọng hơn chuyện đau tim của tôi sao? Quá đủ rồi. Tôi để điện thoại ra xa và đưa lại cho cô ấy miếng bánh gạo. Cô ấy hoàn toàn không hứng thú. Nhìn mặt cô ấy như là biểu tượng mặt buồn nhất trên thế giới. Tôi biết cần làm gì. Tôi sẽ kết hợp thói nghiện điện thoại của cô ấy và đồ ăn tốt cho sức khỏe. Tôi là một cái trông giống hình mặt cười. Lấy miếng bánh gạo, tách lòng trắng với lòng đỏ trứng. Đánh bông lòng trắng trứng, cho thêm đường bột. Trộn cho đến khi được sữa lắc. Cho thêm phẩm màu. Đổ hỗn hợp vào trong túi. Cắt một góc và vẽ mặt cười lên trên miếng bánh. Dùng các màu kem khác nhau bằng cách cho phẩm màu vào hỗn hợp men tươi. Vẽ phẩm màu vàng lên miếng bánh gạo, sẽ có biểu tượng mặt cười. Cô ấy thấy vui hẳn lên khi nhìn thấy mấy biểu tượng mặt cười. Không thể nào buồn được khi nhìn thấy gương mặt vui nhộn này. Chúng tôi có thể kéo tâm trạng lên ngay. Và tất cả mọi người hiểu ngay thông điệp của miếng bánh. Bánh gạo thấy vui khi được ăn. Trò chơi thông minh yêu cầu đầu óc nạp năng lượng, nên chúng tôi ăn hết chỗ bánh quy khi đang chơi câu đố ghép hình. Cuối cùng thì bức tranh cũng hoàn thành. Nhưng hết bánh quy mất rồi, chúng tôi nên làm gì đây? Ăn luôn miếng tranh ghép. Phủ đường bột lên trên bề mặt bàn. Cán miếng đường dẻo ra. In bức hình bức tranh gấp hình. Đặt lên trên đường dẻo. Cắt theo đường viền, rồi cắt thành từng miếng ghép. Để chúng cứng lại. Giải câu đố ghép hình đã là lỗi thời rồi. Trò giải trí mới bây giờ, ăn miếng ghép hình, sẽ chẳng bị thua nữa, vì tất cả miếng ghép đã bị ăn rồi. Vô địch trò cờ caro. Bèo thua vòng cuối cùng. Cô ấy thất vọng vì cờ caro là trò đơn giản nhất trên thế giới. Sao thế nhỉ? Chúng tôi cần kẹo Tic Tac. Chúng tôi sẽ cần hai miếng bìa cứng màu, một màu sáng và một màu sẫm, cắt thành hai hình chữ nhật. Cái màu sẫm nên to hơn một chút. Dính cả hai lại với nhau. Vẽ ô lưới. Đây là chỗ để chơi cờ caro. Trang trí họa tiết X và O ở cả bên trên và bên dưới. Và viết thêm cả tên trò chơi cờ caro vào. Dùng bút dạ để tô đậm các hình vẽ. Tô ký tự X và O bằng những màu khác nhau. Dùng keo dính hộp kẹo Tic Tac vào bên cạnh. Tôi lấy ra một phiên bản cải tiến mới của trò chơi. Không chỉ lấy kẹo bỏ vào miệng, mà kẹo Tic Tac này dùng cho trò chơi cờ caro, chọn lấy màu sắc của mình và chỗ gắn giành được chiến thắng. Bèo thắng ở vòng đầu tiên. Chắc là do cô ấy rất thích kẹo Tic Tac, hoặc là vì cô ấy đã ăn mấy viên kẹo đang dùng cho trò chơi. Chơi cờ là trò quý tộc và cổ xưa. Luật chơi không thể thay đổi. Quân mã di chuyển theo hình chữ. Quân hậu di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Cô ấy mếu khi bị thua. Bèo thấy rất buồn và cô ấy xô đổ hết tất cả quân cờ. Bình tĩnh, tôi có mấy quân cờ mà sẽ khiến cô ấy thích. Chắc chắn rồi, vì chúng được làm từ sô-cô-la. Chúng ta sẽ cần có sô-cô-la trắng và đen. Nấu chảy hai loại sô-cô-la vào hai bát riêng. Đổ đầy khuôn cờ bằng sô-cô-la lỏng. Bỏ chỗ thừa đi, làm mịn phần mặt. Cho vào tủ lạnh để sô-cô-la cứng lại. Lấy quân cờ ra khỏi khuôn. Bẻ chỗ thừa đi. Nhúng lưỡi dao vào nước nóng. Dùng dao làm nóng bề mặt của viên sô-cô-la. Dính hai nửa lại với nhau.
làm mịn chỗ đường nối. Chúng tôi đang chơi phòng thủ Sicilian. Bạn có biết đi nước tiếp theo thế nào không? Cho con cờ vào trong miệng và sô-cô-la sẽ giúp đầu óc bạn làm việc tốt hơn. Bạn có thích quả bóng co giãn của chúng tôi? Bình luận cách làm mình bình tĩnh lại. Bạn sẽ làm giải cầu vòng bằng đường chứ? Hay kẹo gấu? Hay bánh gạo mặt cười? Đừng quên thích video, đăng ký kênh và ấn chuông để bạn không bỏ lỡ những ý tưởng giải tỏa căng thẳng mới trên Drum Drum nha!